Đầu năm tốt lệ gọi ngày mùng, tiếng pháo đốt hoài cũng nghe thấy chung. Sớm trên sớm dưới cùng nhau đốt khúc giữa phần ta. Nghe hùng lỗ nhị cũng lùng tung, ngày một tiếp xuân mới vô cùng. Mèo lui rồng tới bay dơ dần, thế giới chiến tranh nổ bùng. Mùng một năm nay ơi rõ thiệt thình, hẹn cùng non nước dần đinh ninh. Cô chi tâm lòng dình đạo đức, mặc tình ba tánh ơi chẳng thèm tin. Nam Hải Quan Âm lấy tình bình, cầm nhành dương liễu rải tà tinh. Quyết lòng đỏ tầng trong xanh chung, ai ghét ai ơi cùng mặt ơi tình. Xuân sang ơi ám đạm mấy ánh dương mờ, thể quyết cái một lòng chẳng bỏ ngơ. Có sông cùng cây cỏ, độ tận chúng sanh khỏi dại khờ. Lòng ta gặp cảnh rối tơ dò, gan ruột khói phèo một bóng to. Lo hoài lo mãi không sao xiết, tiên cảnh chúa tôi ơi dần hẹn hò. Hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế hỏi bi ai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cố đại diện cho ngôi nhà tịnh, kính thưa quý cô bác anh chị em đồng bào kính mến,
thì hôm nay cũng như thường lệ là ngày 23 tháng Giêng năm Kỷ Sửu 2009, cũng là ngày niệm Phật định kỳ tại ngôi tịnh thất của cô Út cũng như cô Bảy. Và quý vị cũng nhớ ngày niệm Phật định kỳ đồng trở về đây hết sức là đông đảo, được tăng thêm một phần long trọng, cũng giúp cho cô Út cũng như ban tổ chức thực hiện chương trình niệm Phật. Vừa qua thì đồng đạo chúng ta ngồi tịnh niệm đúng 60 phút và có giải lao vừa xong. Tiếp theo là đến chương trình thuyết giảng. Kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng cho biết là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thông dình đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ quy vô lượng. Hay là bổn phận của ta mới noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ nhân bản đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùng cho kẻ sơ cơ, nhất là tiếp tục khai thông nền đạo đức. Kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng cho biết quyết dạy rằng là nên nói lời thường, mà lời thường của Đức Phật, lời thường của Đức Thầy, mặc dù nói gì chúng ta cũng khó nhận thức được rõ ràng về cái chân lý. Mà hôm nay có nhân viên sâu đậm cũng được đồng đạo Tư Rô đến trước lên niệm Phật, sau đó có phần trợ duyên để bài giải những gì hiểu biết của đề nghiên cứu trong mấy chục năm, để đem ra trình bày cho đồng đạo chúng ta hiểu biết thêm về cái chân lý sâu sắc hơn. Và trước khi gặp gỡ đồng đạo Tư Rô, tôi cũng xin giới thiệu một đọc giảng viên đến diễn đàn diễn ngâm lại bài thi cho cô Hai Gương Cần Thơ. Vậy trân trọng kính mời đồng đạo Phạm Thị Mỹ Lệ đến diễn đàn. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy dặn biết công phu con dài dòng, nhưng nói tình kia ngay lắm là đời này cha nhưng mới mong cầu, mong cầu Phật hồi lắm qua, con gan trì tâm niệm Phật đàn, xét lại sắc thầy xưa cũng ngoài nhau, thân phàm bỏ lại đơn hỏi trong quán còn hiền được nữa, thì ra xác thịt có cần đâu, phiền con nghĩ càng đừng ưu lờ, mà trước quyền cơ sau vì thầy xác thầy phải còn đau, hào chi con chẳng được nào qua giờ cha rồi.
thằng ba lại ngoài nắng màu. Cho con yên lòng thân đôi chút, chớ dây nào thầy quán nhà đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt đoàn đạo xin chân thành cảm ơn một vị đọc diễn viên trình bày một đoạn sấm thi của đức thầy. Kính thưa quý vị, giờ phút chương trình thuyết giảng bắt đầu, vậy ban tổ chức trân trọng kính mời đồng đạo tự do đến diễn đàn gặp gỡ bà con đồng đạo chúng ta trong khoảng đề tài khoảng 60 phút. Vậy thì trân trọng kính mời đồng đạo tự do. Sắp thấy đồng đạo Tân Vô đang kinh lễ của Quyền Thức Tổ, kinh lễ Ngô Tam Bảo, kinh lễ chân dung đức thầy. Kính mời quý vị ủng hộ cho anh Trần Thất Thầy. Thay mặt đồng đạo Tân Vô xin chân thành cảm ơn bà con cô bác và đồng đạo. Vậy trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô Út trụ trì trong cái điện Phật đường. Kính thưa chú Thiêm Ba đại diện tổ chức khóa niệm Phật. Kính thưa toàn thể quý bà cô bác và anh chị em kính mến. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng Giêng niên Kỷ Sửu, là ngày định kỳ mà chư quý đồng đạo thường xuyên trở về nơi cái niệm Phật đường này để có thời gian tu học. Tu là sự hành đạo của mình, học thì chúng ta bắt gặp có hai phần. Một là chúng ta học đọc ở trong giáo lý, hai là chúng ta học hỏi cùng nhau để cái biết của mình cộng cùng cái biết người khác tạo thành một cái biết sâu rộng hơn. Vì cái nguyên tắc trên bước đường tu hành nó trải qua ba cái công đoạn chính. Công đoạn thứ nhất là công đoạn kiến đạo. Công đoạn thứ hai là công đoạn tu đạo. Công đoạn thứ ba là thành tựu đạo đức. Nếu nói đến thành đạo thì tâm tư nguyện vọng của toàn cả cô bác anh chị em chúng ta trên bước đường tu hành ai cũng muốn. Nói đến chỗ xa đọa thì chắc chẳng ai chịu. Như vậy muốn thành đạo đòi hỏi chúng ta phải có sự hành đạo. Nhưng muốn hành đạo thì chúng ta cần phải biết đạo. Vì biết đạo nó sẽ là một cái đầu mối làm cho tâm hồn chúng ta nó tương ưng với đạo lý. Thì biết đạo nó giống như là đôi mắt, hành đạo giống như là đôi chân. Nếu mắt chúng ta thấy đường, chân chúng ta đi đúng bước thì chúng ta sẽ đến nơi đến chốn, tức là đạt được mục đích. Thì bước tu làm thành cũng thế. Chúng ta cần phải biết đạo để chúng ta tu đạo cho nó trúng. Mà khi tu đạo trúng rồi, thầy nói đạo là con đường đi trúng thì sống, bước cặt các chết. Thì hôm nay trong một cái nhân duyên quý báu mà cô bác anh chị em trở về nơi cái niệm Phật đường của cốt đây để có cái thời gian tu tập, tôi có được cái nhân duyên cũng rất quý báu
hân hạnh được gặp gỡ cô bác Bạch Chi Em để trình bày một phần nào qua sự hiểu biết cá nhân của mình để làm vui tinh thần trong cái nhân duyên gặp gỡ hôm nay. Trong khi chúng tôi trình bày, nếu quý vị thấy có cơ sở thì chúng ta cùng nhau làm một cái đà tu tiến. Nếu sự trình bày chúng tôi có những điều sơ sót, ngưỡng mong còn thể quý vị sẽ có ý kiến bổ chính hoặc bổ túc cho buổi gặp gỡ hôm nay lại có một cái ý nghĩa hơn. Thưa quý vị, trong nhân duyên gặp gỡ hôm nay, chúng tôi xin đọc một đoạn giảng Đức Thầy làm một cái mệnh đề để trao đổi cùng cô bác Mạnh Trang. Đoạn giảng nó như sau. Đức Thầy cho biết là mình là mình việc hay ho, lo là lo việc, óc sò trải qua, tỉnh tâm mượn lấy thi ca, giác dân hướng thiện, chánh tà phân minh. Đó là một đoạn giảng mà chúng tôi làm một cái mệnh đề để trao đổi cùng cô bác Bạch Giang. Thì qua một cái hành văn trên, chúng ta thấy nó có ba cái ý chính. Ý thứ nhất, Thầy cho biết là mình là mình việc hay ho. Thì ở điều này, chúng ta thấy đây là một điều chúng ta hết sức đáng mừng. Thì phần đáng mừng ở đây, chúng ta tìm hiểu ở trong đó, thì chúng ta thấy một là chúng ta mừng khi chúng ta làm được kiếp sống con người. Thứ hai là chúng ta mừng khi chúng ta gặp được Phật Pháp. Đó là cái phần đáng mừng. Nó có hai vấn đề chính. Một là mình làm được kiếp sống con người. Hai là mình gặp được Phật Pháp. Thế nên Thầy nói mình là mình việc hay ho. Không có một việc nào ở thế gian mà có thể hay ho hơn Phật Pháp. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ một loại thuốc hay thì nó có thể chữa trị cho người ta trong một khoảng nào đó, nhưng mà rồi con người sống trong định lực thì dược y cũng bất tử bệnh mà thôi. Còn Phật Pháp có công năng chuyển mê khai ngộ cho chúng sinh ly khổ đắc lạc. Thế nên Phật Pháp là một điều hay ho, không có một cái hay ho nào bằng Phật Pháp. Sau khi chúng ta có một cái nhận định như thế và chúng ta ý thức như thế thì bước đường tu chúng ta nó sẽ có một cái năng nổ hơn, có một tính quyết định hơn, vì thấy nó là một sự nghiệp lớn. Còn tất cả những gì trên thế gian nó chỉ là một giải pháp tạm thời trong một đời sống ngắn ngủi, mà chỉ có đạo mới là con đường cứu cánh. Vậy thì mừng là mừng việc hay ho, lo là lo việc óc sò trải qua. Vậy thì cái chữ óc sò mà Thầy nói là óc sò trải qua, thì chúng ta tìm hiểu thấy đây là một điều chúng ta đáng sợ. Xin đọc lại một đoạn Đức Thầy đã biết thế này. Thầy nói nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như óc mượn hồn. Như vậy thì tất cả chúng sinh đang sống trong một cuộc sống phù sinh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh tí tu thân khỏi lạc lầm. Vậy đối với một kiếp sống của chúng sinh quá ngắn ngủi, thế nên Đức Thầy mới nhân cách quá, lo là do việc óc sò trải qua. Có nghĩa là kiếp sống con người rất là ngắn ngủi, giống như con ốc con sò. Vì vậy mà lo là lo việc óc sò trải qua, có nghĩa là kiếp sống vô thường mãi mãi, và luân hồi mãi mãi. Vì vậy mà cái phần đáng sợ này chúng ta bắt gặp cũng có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề đáng sợ sanh lão bệnh tử. Vấn đề thứ hai là vấn đề đáng sợ luân hồi. Đó là phần đáng sợ, là một, đáng sợ sanh lão bệnh tử. Hai là đáng sợ luân hồi. Thì quan điểm thứ hai là chúng ta bắt gặp trong cái ý này là có hai điều mà chúng ta đáng sợ. Quan điểm thứ ba, Thầy nói là tỉnh tâm mượn lấy thi ca. Chữ tỉnh tâm là giác biết, mượn lấy thi ca là mượn lấy cái lời dạy dỗ Đức Thầy. Hôm nay Đức Thầy là giác danh hướng thiện. Giác có nghĩa là biết, làm cho mọi người biết rõ sự thật. Vì vậy mà giác danh hướng thiện để chánh tà phân minh.
Tức là con đường nào là con đường chánh, con đường nào là con đường tà dại. Chỉ có con đường chánh pháp mới đưa toàn cả chúng sanh đến chỗ chánh tâm. Mà khi chúng sanh đến chỗ chánh tâm thì chúng sanh mới có điều kiện để thành tánh quả. Mà khi thành tánh giả quả rồi thì cái nguyện vọng chung của toàn cả cô bác anh chị em chúng ta trên bước đường tu ai cũng muốn, xa đọa chắc chẳng ai chịu. Đó là qua một hành văn trên mà nội dung chúng ta bắt gặp. Một là đáng mừng, hai là đáng sợ, ba là đáng lo. Nhưng trong phần đáng lo chúng ta bắt gặp, nếu nhìn về hệ thống giáo lý toàn bộ của Đức Thầy thì chúng ta bắt gặp có 5 điều mà chúng ta đáng lo. Một là đáng lo ăn chay, hai là đáng lo niệm Phật, ba là đáng lo làm lành, bốn là đáng lo cứng lại, năm là đáng lo gìn giữ giới lực. Đó là 5 điều này chúng ta cần phải đáng lo, vì chính đó là sự nghiệp của cuộc đời tu chúng ta trên con đường giải thoát. Mà Đức Thầy đã thố lộ rằng bao nhiêu tâm não góp tôm dặn dò trĩ lưỡng chăm nom khắp cùng. Cô bác mình thường nghe trong đồng đạo chúng ta chúc cho cô bác anh chị em chúng ta là hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật, thì tình thương đại đồng đó được qua lời dạy Đức Thầy là bao nhiêu tâm não góp tôm dặn dò trĩ lưỡng chăm nom khắp cùng. Đó là một tình thương đại đồng mà Đức Thầy đã đem một cái giáo lý toàn bộ để giáo hóa cho toàn thể cô bác anh chị em chúng ta. Để rồi trên bước đường tu ngày mai hậu đây chúng ta được giải thoát. Mà Đức Phật từng thọ ký rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Lời thọ ký trên là một cái niềm hân hoan chung cho toàn cả cô bác anh chị em chúng ta. Vì Đức Phật Ngài nói ra lời nói của Ngài là chân thật ngữ, không hư dối. Ngài đó làm ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều thành Phật. Nhưng mà chúng sanh thành được hay không, nó có những lý do. Đức Phật nói rằng Đức Phật không làm được ba việc. Một là người không có duyên lành, Phật độ không được. Hai là người không tin Phật, Phật không độ được. Ba là người không làm theo lời dạy Đức Phật thì Đức Phật độ không được. Vậy cô bác anh chị em hôm nay chúng ta có duyên lành hay không? Xin thưa rằng có. Đức Thầy cho biết là duyên lành mới rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước hiện duyên hữu phần. Vậy toàn cả cô bác anh chị em chúng ta đã có duyên lành nên may mắn chúng ta gặp được đạo. Nếu giờ đây chúng ta sanh ra một ở nước nào khác hơn ở trên trái cầu này, trên trái cầu này trên 200 nước, nhưng mà nếu chúng ta sanh ở một nước nào khác hơn, làm sao chúng ta gặp được Đức Thầy hay là gặp được giáo lý của Đức Thầy? Cái lượng người trên trái cầu mà chúng ta biết là gần 7 tỷ người, 1 tỷ là 1.000 lần triệu, mà gần 7 tỷ người, đúng với câu là số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người. Mà hôm nay mỗi trong cô bác anh chị em chúng ta tại Tư Gia đều có một cuốn giáo lý của Đức Thầy. Mà cuốn giáo lý Thầy là một sự nghiệp lớn, một sự nghiệp lớn. Tôi xin nhắc là một trường hợp này để cô bác mình thấy một sự nghiệp lớn. Một hôm nọ Đức Phật đi từ ở cánh rừng Ta La trở về tịnh xá Kỳ Hoàng. Lúc đó đại chúng đến tịnh xá hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, thế giới này vô cùng hay thế giới này hữu cùng? Và cái đạo của Ngài vô hạn hay cái đạo của Ngài hữu hạn? Đức Phật liền xòe tay. Đức Phật hỏi: Các ông đếm được lá cây trong tay tôi hay các ông đếm được lá cây ở rừng? Đại chúng trả lời: Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ đếm được lá cây trong tay Thế Tôn, chứ không thể đếm được lá cây ở rừng. Đức Phật nói tiếp: Vậy thì các ông đừng tìm hiểu rằng thế giới này vô cùng hay là thế giới này hữu cùng, và cái đạo của ta hữu hạn hay là cái đạo của ta vô hạn, mà các ông nên nhớ rằng cái biết của ta giống như lá cây ở rừng, cái sự giáo hóa của ta đối với các ông giống như lá cây trong tay. Vậy 49 năm Đức Phật trụ trong cõi đời, thuyết giáo độ sinh, tam tàng giáo điển của nhà Phật chưa có ai đủ trình độ mà có thể biết cho hết và nói cho cùng. Mà Đức Phật nói rằng cái đó là giống như lá cây trong tay thôi. Còn cái biết của Đức Phật giống như là lá cây ở rừng, vô cùng rộng lớn như thế. Thế nên Đức Thầy đã minh định một hành văn để chúng ta bắt gặp ý đó. Thầy nói là ma ha thiền nhỏ, dọn rồi đa.
Maha cái nghĩa nó là đại đạo rộng lớn, trí huệ rộng lớn. Như vậy Đức Phật đã đạt được cái đại đạo rộng lớn và đắc được trí huệ rộng lớn. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng là một vị Phật, mà Thầy thố lộ câu này, Đức Thầy chúng ta cũng là người đạt được cái đạo Maha, tức là đại đạo rộng lớn. Và cái biết Đức Thầy chúng ta cũng là có một cái biết rộng lớn. Sau khi chúng ta đọc qua một cái hành gian trên của Đức Thầy, để thấy rằng câu chuyện mà Đức Phật trả lời với đại chúng rằng các ông đừng tìm hiểu rằng thế giới này vô cùng hay thế giới này hữu cùng, và cái đạo của ta hữu hạn hay cái đạo của ta vô hạn, mà cái biết của ta giống như lá cây rừng, còn sự giáo hóa của ta đối với các ông giống như lá cây trong tay mà thôi. Chứng minh là đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Cái đạo mà có thể nói được là không còn là cái đạo chân thường. Cái danh là cái tên của đạo mà có thể nói được cũng không còn là cái danh chân thường. Vì ngôn sanh là lý tán, dùng lời mà nói thì không bao giờ đạt được cái chân lý tuyệt đối. Thế nên người ta sống trong cái bước đường tu tâm thì người ta phải biết là nhục đoàn tâm, duyên lự tâm và chân như tâm. Chân như tâm tức là cái tâm bao trùm vũ trụ vạn hữu, ở trong tim phổi người ta nhiệm màu có đủ ráng mà phát minh. Trong tám cái đức tánh lành của mỗi người, cô bác anh chị em chúng ta sẽ ngang bằng cùng chư Phật. Cái tám đức tánh lành đó gọi là linh, minh, đổng, triệt, cảm, tịch, thường, hằng. Linh có nghĩa là rất linh thiêng màu nhiệm, không thể dùng lời mà nói hết được nên gọi là linh. Minh, minh có nghĩa là thấu triệt quá khứ hiện tại vị lai hết, gọi là minh. Đổng là rỗng rang bao trùm vũ trụ vạn hữu, triệt là thấu triệt mọi sự mọi lẽ, thường tức là còn hoài, hằng là mãi mãi. Đó là tám cái đức lành mà trong tất cả cô bác anh chị em chúng ta đều có cái đó. Các chúng sinh đều có như ta, tức là đều có khả năng là có những cái đức tánh lành bao trùm vũ trụ vạn hữu, tức là đạt đến chỗ Maha đại đạo rộng lớn và trí huệ rộng lớn như vậy. Thì ở nơi đây chứng minh rằng Đức Phật nói rằng Đức Phật không làm được điều thứ nhất là không có duyên lành Phật độ không được. Thì hôm nay cô bác anh chị em chúng ta có duyên lành, rất may mắn được sinh vào trong đất nước Việt Nam, có Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo. Như vậy là chúng ta đã có duyên lành. Thế nên Đức Thầy xác định là duyên lành phải rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu Phật. Đức Phật nói rằng Đức Phật không làm được điều thứ hai là những người không tin Phật là Phật độ không được. Như vậy xin hỏi cô bác anh chị em chúng ta hôm nay có tin Phật không? Có tin Thầy không? Như vậy thì nhất tề cô bác đều trả lời tin Thầy, tin Phật hết. Tin trọn vẹn luôn. Tin trọn vẹn luôn. À, chị Ba nói là tin trọn vẹn luôn. Khi mà mình có cái đức tin như vậy thì cái lợi thế đức tin nó như thế nào? Trong kinh cho biết thế này: tính di công đức mẫu. Chữ tính là mối đầu của lẽ đạo. Chữ tính là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Nếu mình có đức tin thì chính đức tin đó là mối đầu của lẽ đạo. Chính đức tin đó là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Nhưng mà đức tin đó chúng ta phải đi vào cái chỗ đức tin gọi là trong sạch, chứ đừng đụng đâu tin bướng nghe càng, làm ngu mũi đỏ ai thân ổn kiếp. Vì vậy mà có tin mới có sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thiền cứu giấc sanh linh. Nhưng mà chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng để mà tin theo. Tin dễ dãi thì thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phần nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Thế nên đức tin đó phải là trong sạch. Thí dụ bây giờ chúng ta tin đạo, ngoại nhân sẽ đặt vấn đề, ta hỏi rằng mình nhận thức thế nào mà mình theo đạo. Ví dụ một câu hỏi như vậy, thì chúng ta nhận thức thế nào để chúng ta theo đạo đây? Chúng ta phải trả lời có một cái cơ sở trên một nền tảng căn bản quy lý, tức là đúng lý vậy. Bà Thiến tôi đi thành phố, ta hỏi chứ chị đạo gì, bà nói tôi đạo Phật giáo hảo. Cái ta hỏi chứ sao kêu Phật giáo hòa hảo, bà nói tôi theo đạo tôi không biết làm sao nữa. Cái bà kêu bà chê liền, bà nói chị thuộc về máy tính đó, theo đạo mà chưa biết cái đạo chi sao. Bà nói nghe câu nói ta chê mình cái bụng buồn hết sức buồn. Thành ở đây đức tin phải là đức tin trong sạch. Ta thường nói là việc động trước việc làm, muốn làm việc gì cần hiểu rõ nguyên nhân của nó. Thì ở nơi đây chúng ta tin đạo thì chúng ta phải có cơ sở, tức là niềm tin phải có lý trí, tin phải có bài bản, thì đức tin đó mới sâu sắc trong sạch. Thì cô bác mình ở nơi đây đã có đức tin hết rồi. Thứ ba Đức Phật nói tiếp, Đức Phật không làm được điều thứ ba là Đức Phật không độ được những người không làm theo lời dạy Phật dạy.
mà cô bác mình đã làm theo rồi. Không làm thì ắt mang eo, mà làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai. Như vậy cô bác mình đang làm theo rồi. Như vậy là cô bác mình có duyên lành nè, rồi cô bác mình tin đạo nè, rồi cô bác mình làm theo đạo nè. Đức Phật nói nếu người ta không có ba điều kiện đó Phật không thể độ được, mà cô bác mình đã có ba điều kiện đó rồi, chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Phật độ một cách rất dễ dàng, vì cái nguyên tắc chính chúng ta đã có rồi. Như vậy mà chúng ta thấy rằng Phật pháp vô cùng rộng lớn, vô cùng rộng lớn, mà chúng ta đã có những cái điều kiện rất đầy đủ trên bước đường tu hành. Thưa quý vị, để chúng ta bắt gặp thêm một ý thứ hai rồi hãy đi vào trong nội dung chính, thì cô bác mình nhớ cái câu chuyện này. Khi mà Đức Phật ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng, thì một hôm nọ con trưởng giả dẫn con đến tỉnh Xá nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi thời pháp Đức Phật xong thì con trưởng giả sanh cái lòng hoan hỷ, bởi vì thời pháp này Đức Phật nói rõ hai mặt, một là mặt tục đế, hai là mặt chân đế. Mặt chân đế là mặt giải thoát, mặt tục đế là mặt thế gian. Sau khi nghe được Đức Phật nói mặt thế gian là vô thường, tất cả thế gian không thường còn, thân là thân vô thường, cảnh là cảnh vô thường, tâm là tâm vô thường. Rồi Đức Phật nói tiếp ở thế gian là khổ não, khổ thân, rồi khổ tâm. Khổ thân là thân con người là nóng, là lạnh, là đau, là nhức. Mà não là đầu óc con người bị rối loạn, phiền não điên đảo. Vậy thì vô thường khổ não là thế gian này không thiệt ta, do tứ đại hợp thành nên gọi là cái thân vô ngã. Rồi cái thân cuối cùng đi đến cái ngày hoại diệt của nó là cái thân bất tịnh. Mà không những cái thân bất tịnh mà cảnh giới chúng sanh đang ở cũng là một cảnh giới bất tịnh, rất là quế độ. Sau khi Đức Phật nói thế gian vô thường thì chỉ rõ cái cảnh Phật là cảnh chân thường. Cảnh chân thường có nghĩa là cảnh bất sanh bất diệt, mà thầy cho biết là cõi Niết Bàn là nơi cứu cánh. Chữ Niết là bất sanh, chữ Bàn là bất diệt, cõi Niết Bàn là cõi bất sanh bất diệt. Thầy nói là nơi cứu cánh, cố cánh là rốt ráo cùng tột, không gì bằng, không gì hơn, không gì qua. Như vậy thế gian vô thường mà cõi Phật lại là chân thường. Rồi thế gian là khổ não mà cõi Phật lại là an vui, nên là cực lạc. Chữ cực là tột lạc, là vui, tức là cõi tột vui, không còn cái não khổ. Thế nên ta bà là tám điều khổ mà cực lạc là tám điều vui. Rồi thế gian là vô ngã mà cõi Phật là chân thật ngã. Vì Phật là sáu lợi hiệu vô sanh, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi. Đã vượt khỏi tam giới, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà Phật đã minh định rằng tam giới vô an, vui như quả trật, là trong vòng tam giới chẳng yên, giống như nhà lửa. Vì vậy mà lửa phiền não nó sẽ thiêu đốt chúng sanh mãi mãi. Cho nên chúng sanh mang một cái hình thức như thế này là trên dương thế hữu hình tác hoại. Có sanh tức là có tử, có sống tức là có chết. Đức Phật nói tiếp, cõi thế gian là cõi quế độ, mà cõi Phật là tịnh độ trang nghiêm bằng bảy báo. Vàng, bạc, lưu ly, pha cừ, san hô, hổ hách, xích châu, mã não. Ở thế gian này mà có được mười mấy triệu bây giờ ta mới sống được một cái chỉ vàng hay gì đó. Mà về cõi Phật rồi được bắt bằng đất bằng vàng, nhà cửa bằng châu, người nào cũng rất sống lâu, an vui, sẵn khổ sầu điều chi. Còn cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đời, khỏi quả khổ mưu cầu mất đắc. Sau khi mà Đức Phật đã phân tách hai cái con đường mà siêu già đọa, tức là tục đế và chân đế, thì con ông trưởng giả sinh cái lòng hoan hỷ. May mắn hôm nay cha mình dẫn đến tịnh xá nghe Đức Phật thuyết pháp, trong cái lòng phấn khởi vui tươi làm sao đâu. Sau chiều hôm đó về, cái con trưởng giả thọ một cái cơn bạo bệnh rồi bỏ mình. Khi chết rồi, cái linh hồn được sanh lên cõi trời là một vị thiên chủ ở cõi trời Đế Tích. Đế Tích cả trời. Thì lúc đó ông trưởng giả, ông đem con vào trong nghĩa địa, thế thường là sẽ vùi trong lòng đất. Nhưng mà vì cái lòng thương con quá độ, cho nên ôm cái tim mãi mặt thi hài mà khóc mãi khóc hoài. Thì lúc đó bỗng đâu có một cái vị sa môn đầu tròn áo vuông giác lại một cái số củi chất lên một đống to cái đốt. Rồi vị sa môn này mới đưa linh vô trong đống lửa. Ông trưởng giả thấy lầm lạ, hỏi này ông nhà tu, ông là nhà tu mà ông bị hoàn cảnh buồn phiền gì mà ông dùng lửa thiêu mình vậy? Thì ông sa môn này nói như thế này, ông nói không, tôi dùng lửa để tôi thiền định. Nói ủa, cảnh gián dễ làm tâm yên lặng, khi sức lửa nóng như vậy làm sao ông an định được, mà ông nói là dùng lửa để thiền định, việc làm ông vô lý quá vậy. Vị sa môn nói tiếp,
Ông cho rằng cái sức lửa nóng tôi không thể an định việc làm tôi vô lý. Vậy con ông chết 7 ngày rồi ông ơn cái thi thúi đó, ông khóc việc làm ông hữu lý hay là vô lý? Ông ấy hỏi là vị Sa Môn, ông làm vậy có dụng ý gì? Vừa hỏi xong như vậy thì vị Sa Môn này biến nguyên hình lại, ra là một vị thiên chủ, là một vị trời đế thích, hào quang sáng rực, có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thần, túc túc mạng lậu tận. Vô cùng là cái tướng trang nghiêm tốt đẹp, ta nói đẹp như tiên, là ông này ở cõi tiên đẹp lắm. Cái ông trưởng giả lấy làm lạ, ông hỏi, vậy ông là người ở cảnh giới nào mà vô cùng tốt đẹp như vậy? Nói chính tôi là con ông đây. Khi ông dẫn tôi đến tịnh xá Kỳ Hoàng, tôi nghe Đức Phật thuyết một thời pháp, tôi sanh cái lòng hoan hỷ. Chiều hôm nọ tôi bỏ mình vì một cơn bạo bệnh, nên linh hồn tôi sát lên sát thác xâm lên cõi trời. Tôi làm một vị thiên chủ, tôi dùng túc mạng quán lại từ đâu tôi lên đây. Thì tôi từ ở cõi hạ giới tôi mới sanh lên thiên giới. Mà cái nhân á, là nhờ nghe cái thời pháp Đức Phật mà sanh cái liền hưởng phước báo ở cõi trời. Nếu tôi chẳng nghe được thời pháp đó, tôi vẫn còn ở trong cái cõi hạ giới này khi tôi bỏ mình. Vậy này trưởng giả, Phật pháp rất nhiệm màu, rất quý báu. Ông hãy về tỉnh xá Kỳ Hoàng quy Đức Phật đi, rồi sau này ông đắc đạo thì giữa tôi ông không còn cách biệt. Ông mới suy nghĩ, con mình chỉ mới nghe tràng pháp mà sinh cái lòng hoan hỷ mà được cái phước lên cõi trời làm vị thiên chủ có đầy đủ ngũ thông. Phật còn trụ thế đây mà đến mình quy Đức Phật, thì sau này mình đắc đạo thì giữa mình với con mình đâu còn cách biệt. Đem thi thể vùi trong lòng đất xong, trở về tỉnh xá xin Đức Phật quy y, chấp nhận cho ngài xuất gia. Đức Phật cho phép. Ông thụ giới chỉ có 7 ngày sau là ông đắc được cái quả gọi là quả A-la-hán. Trong tứ quả của Thiểu Thừa gồm có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Ngài đắc được cái quả A-la-hán, tức là đắc được lục thông. Ngài đạt được cái thông thứ 6 gọi là lậu tận thông, là rứt sạch hết gốc mê lầm. Lúc bây giờ thần thông tự tại vô ngại, trong vòng tam giới các cõi trời ngài tự tại vô ngại, giữa tình cha con không còn sự cách biệt. Qua câu chuyện trên thì có câu cho biết là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, có nghĩa là sấm mơi mà nghe đạo là chiều chết cũng chẳng vui, cũng vui. Vậy thì triêu văn đạo tịch tử khả hỷ có nghĩa là sấm mơi mà nghe đạo là chiều chết cũng vui, đó là trường hợp con trưởng giả. Vì lên trên cõi trời đâu còn ở cái cõi khổ thế gian này nữa. Thì hôm nay tôi nghĩ rằng cái tinh thần mà ủng hộ cô bác nãy giờ tôi theo dõi thì quý vị hết sức là hoan hỷ, ngồi trả sự yên lặng ủng hộ tinh thần Phật pháp với một cái tư cách rất cao độ. Thì tôi nghĩ rằng cái tương lai ngày mai cô bác anh chị em chúng ta khi thân hoại mạng chung thì cái nhân tố này, cái tin tưởng này, cái lòng chí quyết của cô bác anh chị em này chắc chắn rằng sẽ được Đức Phật, Đức Thầy chúng ta đưa chúng ta về cõi Phật. Mà khi về cõi Phật rồi sớm về cõi Phật an thân kẻo kiếp phong trần dài gió vạn sương, thì chúng ta sẽ đạt được cái nguyện vọng là giải thoát yên vui. Mà khi giải thoát yên vui rồi thầy cho biết là tính xong món nợ lần khăn, thoát dòng cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức lệnh bàn, dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Nó không còn cái phiền não điên đảo gì trói buộc hết. Tàn ở tới đó thôi, nó khỏe biết chừng nào cô bác anh chị em ơi. Thôi, không thể diễn tả hết. Thưa quý vị, đó là lời nói đầu chúng tôi nhận xét đại khái. Để giờ đây chúng tôi đi vào trong cái nội dung chính mà chúng tôi được nêu ra. Ý thứ nhất là trình bày về phần gọi là đáng mừng. Phần thứ hai trình bày về phần đáng sợ. Phần thứ ba trình bày phần đáng lo. Và để chúng tôi đi vào trong nội dung chính. Phần thứ nhất chúng tôi trình bày về phần đáng mừng. Vậy thì đáng mừng ở đây đó, thứ nhất là chúng ta mừng khi chúng ta làm được kiếp sống con người. Thứ hai là chúng ta mừng khi chúng ta gặp được Phật pháp. Và để xin phân tích. Khi mà chúng ta làm được kiếp sống con người thì chúng ta hết sức là đáng mừng. Tại sao vậy? Trong khi đó có câu cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, hay là sắc thân là nguyên nhân của sự khổ, thì tại sao mà chúng ta lại nói đáng mừng? Thì thưa quý vị, nếu chúng ta đem mà so sánh với Phật tiên thần thánh là chúng ta còn khổ, nhưng mà giờ đây chúng ta đáng mừng là chúng ta không so với Phật tiên thần thánh, mà chúng ta so lại với bốn loài chúng sinh là chúng ta đáng mừng. Bốn loài chúng sanh xin kể ra như sau. Thứ nhất là thai sanh, thứ nhì là nõn sanh, thứ ba là thấp sanh, thứ tư là quá sanh. Trong bốn loài chúng sanh này Đức Phật cho biết là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, là trong bốn loài chúng sanh đều có tánh Phật.
nhưng mà mang cái thân vị loại khác nhau là do duyên nghiệp chẳng đồng. Thí dụ như rớt xuống cái loại mà quá sanh là sâu bọ ruồi muỗi là cái nghiệp hết sức nặng nề, mới rớt đến cái loài đó nó rất là đần độn, không biết bao nhiêu lâu mà có thể chuyển hóa lên làm được người, cái điều đó là rất đần độn. Thì hôm nay chúng ta thấy làm người được đó là chúng ta đáng mừng, là vì chúng ta đạt được ở cái loài thai sanh. Loài thai sanh tức là loài từ bào thai sinh ra như là trâu, bò, chó, ngựa, mèo. Con người chúng ta cũng từ bào thai sinh ra nên gọi là thai sanh. Còn nõn sanh là loại từ trứng sinh ra gọi là nõn sanh. Thấp sanh là loại chỗ ở chứ ẩm thấp như là cua rùa cá cạnh. Quá sanh là sâu bọ ruồi muỗi. Thì chúng ta mới thấy rằng chỉ có loài người đứng đầu trong cái loài thai sanh là có trí năng khôn biết hơn tất cả các loài. Thế nên làm người được là mai môn thở, vì khi xưa đã có duyên lành, bây giờ nếu biết tu hành tất nhiên sẽ được trở thành Phật tiên. Như vậy có phải chăng là chúng ta đáng mừng khi chúng ta làm được kiếp sống con người hay không? Trong khi đó Đức Phật đã nói rằng vi tệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của bước đường tu. Còn nếu mà đánh mất trí tuệ là sống trong cái vô minh tâm tối, thì bị vô minh vọng tưởng dại tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Nhưng mà đi ngược lại vô minh tức là trí huệ, mà nếu được trí huệ rồi thì Đức Thầy xác định là trí huệ thông minh là giai đắc đạo quả. Thì làm con người mới có đủ trí huệ hơn tất cả các loài, có đủ sự khôn ngoan hơn tất cả các loài. Vì chúng ta biết đâu là thiện nè, đâu là ác nè, rồi đâu là chánh nè, đâu là tà nè, đâu là vọng nè, đâu là trên. Từ chỗ hiểu biết đó là cái lý trí của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ cải ác tùng thiện. Mà khi cải ác tùng thiện, Đức Thầy đã xác định là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp. Lắng nguồn trên Phật tiếp dẫn cho trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Như vậy thì chúng ta biết rõ được cái chân lý nhân quả, nó phản ảnh rất là trung thực. Bởi vì hành động nó sẽ là cái chứng nhân của bao hậu quả nếu là hành động ác, thì hành động nó sẽ là cái chứng nhân của bao kết quả nếu là hành động thiện. Vậy thì trồng cây lành dị quả thơm tho quá rõ ràng. Như vậy chúng ta biết rõ, như vậy chúng ta cải ác tùng thiện. Mà chúng ta cải ác tùng thiện là do đâu? Do chúng ta có lý trí, chúng ta biết rõ được cái hành động chúng ta nó sẽ là một cái chứng nhân của bao hậu quả nếu là hành động ác. Thì giờ đây chúng ta không hành động ác nữa, chúng ta làm thiện. Mà khi chúng ta làm thiện rồi thì nhân toàn thiện, quả cũng theo đó mà toàn thiện vậy. Đó là lời xác định của Đức Thầy. Nên chúng ta có lý trí chúng ta mới cải ác tùng thiện. Thứ đến là chúng ta cải tà quy chánh. Chúng ta biết đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên khi chúng ta theo một tôn giáo nào, chúng ta biết rõ tôn giáo đó. Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta vội vàng theo đạo ấy mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy và ông thầy ấy như thế nào. Nếu chẳng được như vậy dù cho chúng ta gặp cái đạo rất chính đáng, ông thầy rất thông minh cũng chẳng có lợi ích chi cho ta. Vì vậy mà người tín đồ của Đức Thầy cần phải hiểu rõ cái giáo lý Đức Thầy cho cơ bản. Thì chính cái hiểu rõ đó nó thuộc về trí tuệ. Mà trí tuệ rồi là thông minh giai đắc đạo quả. Vì biết rõ được cái con đường cải tà quy chánh. Vì vậy mà từ một tôn giáo cũng là theo một chánh đạo, rồi từ một cái tâm cũng là theo chánh tâm chứ không theo tà tâm. Đồng thời chúng ta lại biết cải vọng quần chân. Vọng tức là cái tư tưởng vọng tưởng điên đảo. Chính cái tư tưởng vọng tưởng điên đảo này làm cho chúng ta cách đạo. Rất quan trọng chỗ này nghe cô bác anh chị em. Chứ dù ta hỏi vậy thôi, ta hỏi chứ tại sao mình lại bị cách cái đạo không được giải thoát? Cái nguyên nhân nào làm chúng ta cách đạo không được giải thoát? Cái câu hỏi này rất sâu sắc. Thưa quý vị, cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta cách đạo không được giải thoát là do cái vọng tâm. Của bác mình nhớ kỹ chỗ đó. Do cái vọng tâm. Khi mà nói đến do chỗ vọng tâm thì tôi xin nhắc lại một đoạn văn để chứng minh điều này mà ông Tu Bồ Đề đã hỏi Phật. Vân hà sở trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Là ông hỏi Phật chứ làm sao an trụ chân tâm và làm sao hàng phục vọng tâm. Đức Phật trả lời: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là đừng trụ vào một pháp nào để sanh tâm thì đó là phép trụ tâm. Trừ trước đến giờ chúng ta trụ ở sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm.
Vì vậy mà nhãn thế sắc thường hay bận biểu. Vì vậy mà mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay. Bây giờ đây, căn đối với trần, mắt thấy đời trước mắt, nhưng mà mắt thấy mà không sanh tâm ô nhiễm, ham muốn ô nhiễm. Như vậy thì đời trước mắt mà đạo lại trong tâm, đó là cái sức đề kháng do cái vọng tâm chúng ta đã dứt trừ. Mà khi vọng tâm chúng ta dứt trừ là chúng ta trở về chân tâm. Mà chính trở về chân tâm đó là chân như tự tánh, là chân Phật. Chân như tự tánh là chân Phật. Từ trước đó giờ chúng ta xa ông Phật là do chúng ta bị cái vọng tâm. Vì vậy mà vọng tâm là gốc mê mang, chúng sanh vì nó sáu đàn chuyển linh. Tâm vọng còn nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Thì do đâu chúng ta biết vậy? Do Đức Phật dùng trí bát nhã của Ngài, rồi Ngài mới lồng vào trong văn tự gọi là bát nhã văn tự. Chúng ta dùng cái tư duy chúng ta gọi là cần tập suy gẫm cho mở trí, tức là cần phải trở về bát nhã tư duy để quán chiếu lời Phật nói dạy dỗ chúng ta thấy hoàn toàn chính đáng, rất là chân lý hay ho. Từ chỗ đó mà chúng ta mới có sự ý thức giác ngộ. Như vậy có phải chăng chúng ta làm người được là mai muôn thở hay không? Là dù chúng ta có lý trí đã biết rõ được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là giận, đâu là chơn. Từ chỗ hiểu biết đó mà chúng ta trở về chân tâm thanh tịnh thì một ngày nào đó phát sanh diệu huệ để đưa mình đến con đường giải thoát. Thế nên anh đã làm người được là mai muôn thở. Phải nói là hết sức may mắn khi chúng ta làm con người có đủ lý trí hơn tất cả các loài. Như vậy chúng ta đáng mình. Nếu chẳng may bây giờ mình rớt xuống cái loài mà hạ đẳng đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình rớt xuống làm con heo đi. Thí dụ mình làm con heo đi. Là vì chuyển linh trong nhân và các loài căn mờ ám làm điều dại dột. Linh hồi lộn lão khỏi hồng khi cha, khi mẹ, khi chồng, khi con. Linh hồi xem thấy mà ghê làm trâu làm ngựa nhiều bề thiết tha, làm tôi làm mọi vậy hà. Sinh ra trâu ngựa tội ta đền bù, bây giờ mình làm trâu bò hay làm chó ngựa gì đây thí dụ. Bây giờ thí dụ